Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Trong video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì chúng ta đã chính thức bước sang một năm mới. Cửa hàng Sơn Đỉnh xin kính chúc các bác sang năm mới sức khỏe dồi dào cũng như công việc được thuận lợi. Trong video buổi trưa ngày hôm nay, cửa hàng nên cho các bác một cái bộ combo phối ghép màu vàng chanh rất là đẹp, và mong muốn các bác là sang năm mới là an khang thịnh vượng, cũng như cái màu loa và âm đi ngày hôm nay để Sơn Đỉnh tri ân cho các bác mở hàng mùng 1 đầu tháng. Cặp loa mà giới thiệu cho các bác ngay sau đây đó là cặp Diatone 800Z, hôm nay thùng gỗ màu gỗ rất là sang trọng, bát 30, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình. Sơn Đỉnh đang phối ghép cho các bác là chiếc âm đi Sunsui 657MR cũng là màu vàng chanh. Đấy, combo phối ghép rất là hay trong cái tầm tiền. Các bác vừa nghe nhạc cũng như vừa nghe ngao karaoke gia đình cũng khá là tốt. Bây giờ thì cửa Sơn Đỉnh sẽ đi chi tiết cho các bác. Mức giá ngày hôm nay là mức giá mở hàng đầu năm, cho nên giá cực kỳ là tốt để các bác sở hữu những cái bộ âm thanh hàng bãi chất lượng. Đầu tiên sẽ quay cho bác về cặp loa. Đây là cái căng của loa này, căng rất là đẹp. Đấy. Hôm nay thì cái tên của loa nó hiển thị ở ngay phía dưới luôn, loa Diatone. Hôm nay là dòng Diatone 800Z. Mùa này này cũng khá là hiếm, thỉnh thoảng thì cửa hàng Sơn Đỉnh về được 1-2 cặp. Mặt tiền của loa thì quá xuất sắc rồi. Bát 30, gân vải màng carbon sợi nê đan. Đấy, một chung, một tép đôm. Đấy, trở kháng 6 ohm, công suất của dòng này là 150W. Góc cạnh thùng là thiết kế rất là sang trọng, Bombay. Loa có chiều cao là 70, chiều ngang 38 và chiều sâu là 30. Rất nặng và chất. Hình thức của loa thì đẹp xuất sắc. Với những cái dòng loa Diatone này thì cách phối ghép hiệu quả nhất để các bác chơi hay thì vẫn là những dòng âm ly Sunsui. Các bác có thể ghép vào những dòng Sunsui 657X để cát hoặc những dòng Sunsui đầu 6 thì đều đánh được những cái cặp Diatone này rất là hay. Bên cạnh đó các bác có thể ghép vào những dòng Pioneer chạy số sắt. Ngoài ra thì các bác có thể ghép thêm được với những dòng âm ly Jaguar 203A, 506 để các bác nghe nhạc cũng như nghe ngao karaoke gia đình. Thì đấy là cái mà phối ghép nó tầm tiền nhất để trong những cái phân khúc để phục vụ cho các bác. Thì cặp Diatone này căng cước còn đầy đủ, giá bình thường thì nó tầm 9,5 triệu. Góc cạnh của loa 800Z trở kháng của nó là 6 ohm, công suất của nó là 150W một loa, cầu loa. Bát 30, góc cạnh thùng rất là đẹp, có chảy sức nhẹ vì đây nó là đồ cũ rồi. Cặp loa này vận chuyển nó rất là nặng nên là rất khó tránh được cái sự va chạm. Quan trọng nhất vẫn là cái mặt tiền của loa. Loa thì có cái mặt tiền rất là sang. Nếu như bác nào mà đang trưng bày những cái đồ gỗ thì không nên bỏ qua những cặp này, mà đặc biệt là mở cái căn của loa thì nhìn nó sẽ sang trọng hơn. Bình thường mức giá là 9,5 triệu đồng. Hôm nay Sơn Đỉnh mở hàng đầu tháng cho các bác, đầu năm cho các bác thì Sơn Đỉnh bán cho các bác mức giá là 8,5 triệu. Diatone 800Z có mức giá là 8,5 triệu đồng. Bát 30, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình. Đây là chiếc loa còn lại. Cái Sơn Đỉnh quay ở đằng sau cho các bác cùng nhìn. Nói chung góc cạnh của những cặp loa này, đây là hàng tuyển. Và đây là những dòng loa đời cao của hãng Diatone. Góc cạnh rất sắc nét. Chảy đằng sau thì hơi chảy nhẹ tí. Còn mặt tiền thì long lanh. Mức giá chỉ có 8,5 triệu đồng. Bát 30, thùng gỗ rất là sang trọng, loa rất nặng và chất. Tiếp theo thì Sơn Đỉnh giới thiệu cho các bác về hai chiếc âm đi Sunsui, đều là những dòng màu vàng. Đấy, rất là hợp gu cho các bác sang chảnh. Chiếc bên trên là 657MR. Hôm nay thì nó thiết kế là mặt phay nhôm xước màu vàng chanh, tất cả núm núp còn rất là đẹp. Mặt tiền của chiếc âm đi thì không có điểm chê. Dòng này thì công suất là 250W chạy 8 xò than. Các bác mà đang chơi những dòng cây cột T-Win của Pioneer thì không nên bỏ qua những dòng Sunsui này. Ngoài ra thì nó đánh những dòng Diatone hoặc những dòng loa Mỹ JBL, đánh những dòng Sunsui này rất là hay. Toàn bộ núm đúc của nó rất là đẹp nhé. Đây, các kiểu rất là mới và bóng. Size của nó là size 43, mặt phay nhôm màu vàng chanh. Đánh hai cầu loa AB trở kháng từ 4 ohm, quá trình bát chép đầy đủ trên máy. Khi cần to này đèn sáng này, có nao lớt này, volume. Bên này thì có các đường vào đây. Thì khi các bác sử dụng đường nào thì các bác xoay cái đèn này. Đấy.
nó có các cổng vào. Phía dưới này thì nó có phần direct này, tab này. Thì cái này các bác để chính giữa. Chiếc con đi này thì Sơn Đỉnh bán với các bác mức giá chỉ có 7.800.000 đồng. Tại thời điểm này thì Sơn Đỉnh bán với giá chiếc con đi 657MR này thậm chí còn rẻ hơn cả những dòng 657XDK mà giá thị trường thì dòng này rất là cao. Thì duy nhất chỉ có một chiếc thôi chứ không có nhiều, giá thành là 7.800.000, mở hàng cho các bác đầu năm. Còn chiếc Sơn Xui 657K ở phía dưới thì nó cũng là thiết kế là màu vàng chanh, nhưng dòng này thì nó có một cái điểm nhấn là hai cái cạnh trên và cạnh dưới này thì màu nó đậm hơn so với cái phần giữa. Đấy, cũng công suất là 250W, sử dụng 8 lò than. Tùy theo sở thích của các bác để sử dụng những chiếc âm ly theo đúng gu của mình. Nói chung là cách sử dụng thì nó đều tương đương giống nhau, đều có cầu loa AB, có chỉnh bass check. Đấy, ba lăng volume cũng có direct trong này thì đường power normal, đây cũng là đường vào. Đấy, đều là size chuẩn 42. Thì chiếc bên dưới này thì nó thiết kế theo dạng là vuông và cạnh trên này nó bo cạnh, còn cái này thì nó sẽ bầu bầu cạnh hơn. Đấy, thì tùy theo gu của các bác để các bác sử dụng một trong hai chiếc Omni Sơn Xui hàng bã Nhật còn nguyên zin. Chiếc 657KR này thì cửa hàng Sơn Đỉnh bán cho các bác mức giá là 6.800.000 đồng, màu vàng chanh nhé. Dòng KR này màu vàng chanh rất ít nhé, mà giá tại thời điểm này cũng cực kỳ tốt cho bác, mức giá là 6.800.000. Còn chiếc 657MR bên trên đài nó cao hơn thì mức giá là 7.800.000. Hai chiếc đây là phía đằng sau, nhưng mà những dòng này thì nó rất giống nhau từ phía đằng trước đến phía đằng sau, thì đây các bác có thể nhìn thấy qua biết này, để qua những cái thiết kế rất giống nhau luôn. Đây là các đường vào. 657MR điện 100V công suất 250W, số seri của máy là 229. Còn 657KR cũng công suất 250W, seri của máy là 550. Đấy, toàn hàng tuyển rất là đẹp, đã test hoạt động tốt. Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ cho Sơn Đỉnh theo số điện thoại trên bài là 0395727582, cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và các bác gần cửa hàng Sơn Đỉnh thì các bác cứ đến trực tiếp tại nhà để các bác xem test với những sản phẩm mà mình đã lựa chọn. Cảm ơn các bác theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.